Người giàu không mua đất, người giàu đi xin đất. Bao giờ bạn xin được đất thì bạn mới giàu. Vâng xin chào các bạn. Và đến với phần thứ tư tiếp theo của tôi đấy là mật mã của tài năng. Và ở phần 1, tôi đã chia sẻ cho bạn về tìm hiểu thành công là gì với một hàm số gồm 4 biến sức khỏe, sự nghiệp, gia đình và bạn bè đúng không ạ? Và thứ hai nữa, đó là nền tảng của thành công là gì? Nó chính là trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Và thứ ba nữa, đó là sơ đồ nào để đi đến thành công? Vâng, rất cụ thể và tỉ mỉ. Nó bắt đầu từ một khát vọng, một niềm tin, đúng không ạ? Sau đó đến học hành bài bản, rồi người ta lên một cái kế hoạch, một cái chiến lược cho cuộc đời đưa ra kế hoạch chi tiết và chọn việc đáng làm nâng hiệu suất và hiệu quả nó sẽ đến đúng không ạ và ở phần thứ tư nữa thì mật mã của tài năng là gì đúng không ạ mật mã nào để tạo nên sự tài năng thì các bạn ạ à, mật mã của tài năng nó gồm ba mật mã đó là luyện tập sâu đam mê và tìm được cho mình một người thầy bậc thầy các bạn nhé đúng không ạ vâng và với luyện tập sâu thì nó có ba cái phần phần thứ nhất là luyện tập là gì ạ? luyện đi luyện lại để vượt ngưỡng nhạy cảm vượt ngưỡng vượt ngưỡng mình của ngày hôm nay là luôn phải tốt hơn mình của ngày hôm qua nó gọi là vượt ngưỡng nhạy cảm và thứ hai nữa luyện tập là phải đủ tần số và người ta nói như này kỹ thuật của sư phạm là kỹ thuật của tần số đấy bạn ạ à. đó vì thế nên muốn gì ạ muốn rằng là nhớ lâu thì bạn phải lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại bạn muốn nhớ cái gì lâu là bạn phải luyện đi luyện lại nó. Và tài năng là do để tâm và tài năng là do tích lũy, nhớ cho tôi như vậy. Và bốn thành tố để thể hiện về việc luyện tập sâu, đó là luyện tập có chú tâm, có chú tâm tài năng là do để tâm mà. Thứ hai nữa là phải có phổ quát, tức là mình chú tâm vào làm nhưng mình phải tổng quát và phổ quát lại được toàn bộ cái bài đấy trong một cái phần gì ạ? Tóm tắt chính. Tiếp theo nữa là liên tục lặp đi lặp lại các kỹ năng mới tức là tạo ra các kỹ năng và các sản phẩm mới và cái thứ tư nữa là luyện phải đủ tần số kỹ thuật của tần số mà đúng không ạ kỹ thuật của đào tạo là kỹ thuật của tần số vì thế muốn nhớ lâu thì anh phải lặp đi lặp lại nhiều lần và tài năng là do để tâm tài năng là do tích lũy bạn ạ đó và ở cái thứ ba nữa là luyện tập thì phải luôn đạt ở mức ở việc, ở mức xuất sắc xuất sắc chứ không phải là có học có làm bài mà phải đạt ở ngưỡng xuất sắc phải đưa mình vào ngưỡng xuất sắc và phải kiên trì kiên nhẫn và làm ít một làm ít một làm ít một thôi rồi đầu nó cũng vào đấy ngày xưa hồi đầu khi tôi nghe về bất động sản tôi không hiểu nhiều lắm nhưng tôi nghe tiếp thì dần dần tôi hiểu và tôi nghe nữa thì tôi thấy tôi hiểu hoàn toàn Chuyện đấy hoàn toàn bình thường Bạn mới nghe những chương trình Bạn không hiểu lắm Nghe đi nghe lại bắt đầu bạn thấy hiểu Càng nghe bạn càng thấy hay và có lý Đấy Thì cái đấy mới là cái chuẩn Đúng không ạ? Đó Thì đấy đầu tiên là luyện tập sâu Đúng không ạ? Đó Tiếp theo nữa là bạn phải tìm được cho mình một cái gì? Ạ? cái đam mê Bạn phải đam mê lĩnh vực đó Và đam mê nó khác với sở thích Và thành công nó tạo ra đam mê Và người ta nói rằng muốn gì ạ? tìm thấy đam mê thì cứ làm đi. Và đam mê nó khác với sở thích bạn nhé. Bạn khởi đầu người ta có thể là thích, nhưng để đi đến đam mê thì nhờ một thành công nào đó người ta mới tạo ra đam mê. Và giống như những đứa trẻ ở trên lớp. Hồi đầu chúng có vẻ thích môn toán. Nhưng rồi dần dần chúng chuyển sang đam mê học toán bởi vì bởi vì chúng bắt đầu bắt nhịp được thì rất thích đến giờ toán để học. Bạn cũng thế, chịu khó bắt nhịp giai đoạn đầu đi cố gắng nghe đi nghe lại lặp đi lặp lại để đưa nó vào trong não của mình khi nào bạn bắt nhịp được cái cách mà gì ạ? kiến thức và những thứ bạn trước đó chưa hiểu bạn nghe có thể một cách vô thức nhưng dần dần bạn hiểu rồi bạn sẽ thích nghe nó và tôi có những học viên tôi có những fan hâm mộ họ nghe họ xem cái kênh youtube của tôi suốt cả một đêm luôn hai vợ chồng ôm nhau cười khúc kha khúc khích lên đúng ạ vì họ nghe bắt đầu họ bắt nhịp được họ hiểu được, họ thấy kiến thức nó sâu và họ rất là thích đúng không ạ? Và mật mã thứ hai của tài năng đó là đam mê. Mật mã thứ ba của tài năng đó là gì ạ? Tìm được cho mình một người huấn luyện bậc thầy, người thầy bậc thầy. Thì người thầy bậc thầy này đầu tiên phải là người biết gì ạ? Biết truyền tải mục tiêu. Người thầy phải là người biết truyền tải mục tiêu đến cho học trò của mình. Thứ hai nữa, người thầy này phải có bốn cái yếu tố. Thứ nhất là thứ nhất là kiến thức phải đủ về bề rộng đúng không ạ và bề rộng ở đây thì nó phải có tính hiện đại tính thực tế đúng không ạ thì nó mới dạ, mới gọi là kiến thức về tức là khi nói về mặt kiến thức thì phải có tính hiện đại tính thực tế và có tính bề rộng thì như thế nó mới dạ, đủ để truyền tải cho học viên và khi các học viên của tôi học những cái chương trình của tôi thế họ đều phải thốt lên một điều rằng riêng với rich nguyễn không chỉ với bất động sản mà còn là một kho tàng kiến thức khác cái sự hiểu biết về xã hội về thế thái nhân tình về tâm lý con người tất cả những thứ đấy nó tạo nên con người và thương hiệu của rich Quyết, bạn ạ chứ không phải là bạn đến chương trình này và kỹ năng mua như sau bán như sau đấy là ba thứ vỡ vẩn tất cả những kỹ năng đó là thứ vỡ vẩn hãy học trong những phần mà phía sau 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 nữa tôi thường để các kỹ năng ở cuối các chương trình đúng không ạ thứ hai nữa là người thầy này phải có khả năng cảm thụ Tức là họ phải có độ nhạy cảm về tim Mỗi một đệ tử là phải có một cách truyền dạy riêng Vì mỗi người có một cá tính và không ai giống ai cả Và tiếp theo nữa họ phải có định vị Họ phải có định vị toàn cầu Họ phải có sự đòi hỏi định vị toàn cầu đến cả học viên của mình Tư duy nó rộng ra Chứ không phải chỉ loanh quanh với lũy chè làng Thị trường có hai loại Thị trường mở và thị trường hẹp làm thị trường nào đấy đương nhiên là phải làm thị trường mở rồi đúng ạ à? đó rồi thì để tạo lợi nhuận trong bất động sản nó có bốn cách tại sao không học bài bản đi và định vị toàn cầu dần dần đưa chất lượng của việc đầu tư lên và bạn ngày hôm nay đi đầu tư đất thì tôi xin nói với bạn này người giàu không mua đất người giàu đi xin đất bao giờ bạn xin được đất thì bạn mới giàu và hãy nhớ cho tôi điều đó cài đặt ngay tư duy từ đầu và định vị toàn cầu và cũng như cách chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp dần dần phải biến nó định vị toàn cầu những khởi điểm có thể chỉ làm mới ạ với một số vốn nhỏ với những bước đi nhỏ nhưng để theo đuổi một tương lai lớn chứ không phải mở ra để đủ ăn nghĩ thế là đã thấy thua rồi đúng không ạ vâng tiếp theo nữa là người thầy này phải có tính trung thực tính trung thực tức là liên tục sẵn sàng chỉ ra cái sai của đệ tử của mình đúng không ạ và sẵn sàng đẩy đệ tử của mình đến cái chỗ là không cần mình nữa thì đó là ở mục thứ ba người thầy là phải có tính trung thực tính trung thực bạn ạ à, nếu như bạn đi học mà bạn gặp những người thầy suốt ngày đến để vuốt về khen ngợi nhau bạn không khá được đâu đúng không ạ thuốc đắng thì dã tật sự thật thì dễ mất lòng và người tốt thì chẳng bao giờ khéo miệng còn kẻ xấu thì lại toàn nói lời hay thôi bạn nghe những chương trình của tôi bạn thấy có vẻ không vuốt ve đâu tôi không bao giờ vuốt ve cả bởi thực tế nó rượu nó khó khăn và nó phức tạp như vậy vuốt ve là chính tôi đang hại bạn chính tôi đang lừa đảo bạn và chính tôi chỉ vì viếng cơm manh áo mà lại đi lừa dối bạn đấy không phải cách sống của tôi nên nói thẳng nói thật và kiến thức có chiều sâu và bề rộng là thứ bạn sẽ nhìn thấy ở tôi đúng không ạ và quan trọng hơn nữa là trùng thực đúng không ạ và ở cái thứ ba nữa của người thầy bậc thầy là luôn sẵn sàng chấp nhận đẩy đệ tử đến chỗ không cần mình nữa không phải giấu nghề mới bí quyết gì ở đây cả đã là đệ tử mà chân truyền chính thống là sẵn sàng gì ạ? dạy mọi gì ạ? phương pháp dạy mọi kế hoạch để đẩy họ đến chỗ không cần mình chứ còn như mấy ông thầy lại để cho người ta phải phụ thuộc vào mình không không bao giờ được làm như thế vâng và các bước để luyện tập sâu đi như thế nào đó là học học đúng kiến thức và gì ạ? để bạn cài đặt được cái ý niệm vào trong bên đầu của bạn vào cái ý niệm vào trong này. Khi bạn học và học đúng kiến thức thì khởi đầu mình sẽ có một cái ý niệm à biết rồi. Sau khi học một vài chương trình của Rick Nguyễn thì uh, nhận thấy rằng là nên thế này nên thế kia thì đó là bạn gì ạ. Bạn bắt đầu bạn có ý niệm bên trong bạn. Sau đấy cái thứ hai nữa của luyện tập sâu là bạn phải tóm tắt lại được bài và trình bày lại được cho người khác nghe. Trình bày lại được cái ý chính cho người khác nghe khi nào bạn nói cho người khác mà người ta hiểu được những cái ý chính bạn muốn lột tả thì khi đó bạn là thằng học được nhiều nhất vì quá trình để cài đặt để lột tả lại được cho người khác thì thực chất là mình đang cài đặt và nhồi vào đầu mình nhiều nhất chứ còn mình truyền tải chưa chắc thằng nghe nó đã hiểu được ở khoảng 50 đến 70% những gì mà ông thầy mình ông truyền lại cho mình rồi mình đi chia sẻ lại người ta đâu những cái lúc mà mình cài đặt để cố gắng chia sẻ lại cho người khác tức là chúng ta là người học được nhiều nhất và lúc đó là bạn đang dùng ý thức bạn ạ à, Bạn dùng ý thức để đẩy kiến thức vào vùng tiềm thức tiềm thức là những phần mà nó nằm ẩn bên trong bên sâu con người và khi nó đã là tiềm thức thì tự nhiên mọi lời nói cử chỉ ánh mắt và thái độ của bạn là nó hành động một cách vô thức theo những thứ đã được cài đặt vào trong tiềm thức của bạn và khi đó là nó chính thức là kiến thức của bạn rồi đúng không ạ và khi bạn đi đầu tư ở bước 3 thì hồi đầu thì có thể bạn phải dùng ý thức để bạn ra soát lại rồi không từ từ phải xem lại bài ông thầy ông dặn học hành như thế nào rồi có bao nhiêu rủi ro từ 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 bạn giả soát bạn giả soát thì đấy là sơ khai ban đầu nhưng khi nó đã thấm vào tận trong bên trong bạn Thì khi bạn đi đầu tư là bạn không phải dùng dùng ý thức nữa Mà bạn sử dụng bằng giác quan Tức là người ta đi đầu tư lúc bấy đến đó Người ta dùng cái trực quan của mình Cái giác quan của mình Để người ta nhìn mà Nghe cách cậu môi giới nói Và nhìn về tài sản Mình cứ có một cái cảm giác nó có vấn đề gì đó Đấy Thì cái trực quan đó là thứ không ai dạy được nhau cả Tất cả là nhờ kiến thức cộng quá trình gì ạ, luyện Thì dần dần nó thấm nhuần Nó giống như một cái người thợ lành nghề Anh ấy làm 5 năm, 10 năm Thì nó đạt đến một cái ngưỡng nhất định Thế là tự nhiên chỉ nghe tiếng máy nổ là anh ấy biết cái xe này nó bị hỏng và bị lỗi ở chỗ nào Không cần phải bổ máy ra sửa Bạn hiểu không ạ? Thì đi đầu tư bất động sản như tôi bây giờ không vậy Tôi đến tôi ngắm tài sản Tôi nhìn cái là bảo sao chỗ này vắng nhỉ chỗ này dễ vào quy hoạch đấy tự nhiên nó bằng một cái trực quan nào đó đúng không à? ạ? và tự nhiên cái cách nói chuyện của cậu môi giới nhìn cái vóc dáng cái ý thức của người chủ nhà tôi biết tài sản này có vấn đề nhưng tôi không chứng minh được vì tôi không có bằng chứng nhưng sau đó tôi yêu cầu họ làm theo đúng quy trình thì đúng nó tỏi ra tài sản này bị mới vào quy hoạch thật bạn ạ à, không tự dừng nó lại bán rẻ như thế đó thế thì rõ ràng rằng là các bước giúp bạn là hãy học và học tập rèn luyện và luyện tập sâu nó sau đó để dạ, cố gắng dùng ý thức cài đặt vào tiềm thức bằng cách thực tế là dạ, đi chia sẻ lại cho người khác toàn bộ các nội dung chính như thế và khi đạt đến như vậy rồi thì bạn đi đầu tư là bạn đầu tư bằng trực quan đúng không ạ và sáu giác quan của bạn bằng trực quan của bạn và tất cả những thứ đó là thứ không có dạ, ai có thể dạy bạn được đúng không ạ và và vâng thưa tất cả các bạn thì uh, suốt từ phần đầu giờ tôi đã chia sẻ cho bạn với bốn mục lớn đó là thành công là gì đúng ạ à? hay chúng tôi thường gọi nó trêu nhau vui tiền nhiều để làm gì cái thứ hai nữa đó là nền tảng nào để tạo ra thành công thứ ba sơ đồ của thành công đi như nào và cái thứ tư mật mã của tài năng là gì thì đó là toàn bộ những gì tôi muốn chia sẻ đến bạn ngày hôm nay và không chỉ riêng video này bạn hãy tất cả các video video này và video khác bạn hãy nghe đi nghe lại nó nhiều lần Ghi chép nó cẩn thận Trình bày và tóm lược nó ra Một phần ghi chép thứ hai nữa Thật sạch sẽ Gạch các ý chính ngắn gọn Như những cái phần chữ hiển thị trên màn hình bạn thấy thôi Chỉ các ý chính còn các phần khác không nhất thiết phải ghi Đúng không ạ? Hoặc ý nào hay bạn gạch đầu dòng Gạch đầu dòng nó vào Trình bày ngắn gọn ngắn gọn lại và cái hay của người học là từ cả một cuốn sách người ta đút kết lại chỉ còn có bà chàng từ bà Trang đút kết lại còn bà dòng và từ bà dòng đút kết lại được còn một cầu và hồ chủ tịch làm điều đó quá tuyệt vời toàn bộ nội dung nói cho dịa dạ, toàn quốc chỉ bằng một đoạn dịa dạ, đoạn văn ngắn chúc tết thôi là rực rỡ cả dịa dạ, cả nước và nó tràn đầy các ý trong đấy rồi thì đấy mới là dạ, cái cách học hay đúng không ạ vâng và lời cuối tôi chỉ muốn nói với bạn đó là bạn dạ, bạn không thiếu tiền bạn chỉ thiếu khả năng kiếm tiền thôi bởi chúng ta đang sống trong một thế giới nhân quả muốn thay đổi kết quả hãy bắt đầu từ nguyên nhân muốn thay đổi tình hình về ví tiền của bạn địa vị xã hội của bạn thì hãy thay đổi bằng sự hiểu biết và tư duy của bạn hãy đưa mình vào tầng lớp tinh hoa của dân tộc đừng trở thành nhóm dân túy vâng và đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tập này hãy thả tin nhấn like bấm theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về các số tiếp theo Hãy để lại thông tin đăng ký ngay tại đường link bên dưới phần mô tả của video này để nhận chọn bộ kiến thức và các khóa học miễn phí mà diễn giả Đức Nguyễn đang chia sẻ.